Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong khung thời lượng quen thuộc của bản tin 141. Chương trình do Đài Hà Nội phối hợp với Công an thành phố thực hiện. Ngay sau đây sẽ là phần nhật ký 141 với những tin tức đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khoảng 15 giờ 6 phút ngày 2 tháng 3, tại khu vực gần chợ Bắc Lãm, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội đã xảy ra cháy tại nhà dân. Lửa gặp vật liệu dễ cháy như xốp, mút, nhựa đã tạo thành cột khói đen bốc cao, đứng từ các khu vực khác của thành phố đều quan sát được. Xác định cháy tại nhà cao tầng số 10 và 12, tổ dân phố 17, phường Phú Lương, Công an quận Hà Đông đã điều động lực lượng, phương tiện đến đám cháy. Đến 15 giờ 12 phút, lực lượng phương tiện đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, triển khai các đội hình chữa cháy, ngăn cháy lan. Đồng thời, Trung tâm Chỉ huy 114, Công an thành phố cũng điều động các lực lượng đến hỗ trợ công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ chức ngăn cháy lan. Đến 15 giờ 40 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, không có khả năng cháy lan sang các nhà lân cận. Đến 16 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt. Thông tin ban đầu không có thiệt hại về người, về tài sản đang thống kê. Nguyên nhân vụ việc đang được tiến hành điều tra làm rõ. Công an quận Hoàn Kiếm đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Nguyễn Thế Thanh, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Yên Bái, và Vũ Văn Quang, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình, về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 9 giờ 30 ngày 28 tháng 2 năm 2024, tổ công tác của Công an phường Phan Chu Trinh làm nhiệm vụ trên địa bàn phát hiện Nguyễn Thế Thanh điều khiển xe máy chở sau Vũ Văn Quang dừng tại khu vực điểm dừng xe bus trước số 2 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, có biểu hiện nghi vấn, lập tức theo sát. Đến khoảng 9 giờ 45 cùng ngày, tổ công tác phát hiện Thanh điều khiển xe máy đứng chờ ở lòng đường trước điểm dừng xe bus, còn Quang đi theo áp sát phía sau một người đàn ông, rút lấy một chiếc ví da bên trong có gần 4 triệu đồng. Ngay sau đó, tổ công tác của Công an phường đã bắt giữ các đối tượng và đưa về trụ sở để xác minh làm rõ. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Qua xác minh nhân thân, Thanh có 3 tiền án tiền sự và Quang có 5 tiền án tiền sự đều về tội danh hành vi trộm cắp tài sản. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đang xác minh đơn tố giác Phạm Công Tuyên, sinh năm 1992, trú tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, có hành vi làm nhục người khác trên mạng xã hội Facebook và đe dọa giết người, xảy ra vào tháng 10 năm 2023 tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Theo đơn trình báo, sau khi chia tay người yêu, Tuyên thường xuyên làm phiền và yêu cầu gặp gỡ nhưng không được đồng ý. Không đạt được mục đích, Tuyên đăng lên mạng xã hội nhiều hình ảnh xúc phạm và nhắn đe dọa tính mạng người yêu cũ. Để phục vụ điều tra, Công an quận Thanh Xuân quyết định truy tìm đối tượng trên. Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, số điện thoại 0917 966 633 hoặc cung cấp thông tin cho Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định. Thưa quý vị, Công an quận Tây Hồ đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Thị Nhìn, sinh năm 1994, trú tại xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 21 giờ 40 phút ngày 20 tháng 2 năm 2024, tổ công tác của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Tây Hồ phát hiện bắt giữ Phạm Thị Nhìn có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 2 viên nén MDMA có khối lượng 0,827 gram, một túi ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng là ketamin có tổng khối lượng 5,619 gram. Tại cơ quan công an, Ninh khai nhận do muốn có tiền chi tiêu cá nhân nên đã liên hệ qua mạng xã hội mua ma túy để bán cho khách kiếm lời. Đối tượng giấu ma túy trong bao thuốc lá và để trong túi sách mang đi bán thì bị tổ công tác Công an quận Tây Hồ phát hiện, bắt giữ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định truy nã đối tượng Nghiêm Văn Hưng, sinh năm 1989, trú tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, về tội tổ chức đánh bạc. Theo tài liệu điều tra, vào năm 2023, đối tượng Nghiêm Văn Hưng đã tham gia quản lý tài khoản cá độ bóng đá để tổ chức đánh bạc. Cơ quan công an xác định đối tượng đã thu lời từ việc tổ chức đánh bạc qua mạng.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 13 tháng 9 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nghiêm Văn Hưng về tội tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ tung tích ở đâu. Ngày 15 tháng 12 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nghiêm Văn Hưng. Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Công an quận Nam Từ Liêm số điện thoại 0243 837 3020. Cơ quan công an nơi gần nhất, tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội. Công an quận Ba Đình đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Công Minh, sinh năm 1997, trú tại ngõ 730 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, vào hồi 20 giờ 30 phút ngày 25 tháng 2 năm 2024, tại đầu ngõ 6 Ngọc Hà, phường Đội Cấn, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Ba Đình phát hiện bắt giữ Trần Công Minh có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 0,249 gram methamphetamine. Theo hồ sơ, đối tượng đã có 2 tiền án về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện Công an quận Ba Đình đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Trước đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội thường chỉ xảy ra các vụ trộm cắp xe máy tại các bãi gửi xe tự phát. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, các đối tượng đã len lỏi vào bãi gửi xe của các trung tâm thương mại lớn để thăm dò, lợi dụng sơ hở của người dân, từ đó tráo thẻ xe và thực hiện hành vi phạm tội. Bãi gửi xe tại một trung tâm thương mại. Nhiều chiếc chìa khóa xe đã bị chủ nhân của nó vô tư lãng quên như thế này. Thế nhưng đối với các chủ xe thì đây cũng chẳng phải là điều đáng lo. Để xe đây thì trung tâm thương mại thì có rất nhiều bảo vệ nên là sẽ an toàn. Mỗi người đi qua đều phải có cái thẻ mà. Thì khi mà đi qua thì tít qua thẻ thì người ta sẽ hiện lại cái hình ảnh mà xe mình lúc vào ấy. Thì không thể mất được. Và mình quên chìa khóa được các thứ ở đây ấy, người ta sẽ trả lại cho mình đàng hoàng. Tin vào nơi gửi xe rồi chủ quan với tài sản của chính mình, nhiều người đã vô tình vẽ đường cho hưu trại. Mới đây, Đào Văn Kiên, 31 tuổi, trú tại huyện Đan Phượng cùng đồng phạm, đã bị công an quận Tây Hồ bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Vô tình hôm đi thì nhìn thấy một phát thôi. Lợi dụng cái việc người dân đang làm hành vi. Đấy, sơ hở thì thấy để trên sẵn trên đấy thì bảo điện cho Ngọc bảo là có chìa khóa xe hát thì thế đấy. Lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp không khó. Cái khó ở đây là làm thế nào qua được cổng soát vé. Để làm được điều này, một kế hoạch tinh vi đã được lập ra. Các đối tượng đã bàn bạc kế hoạch thử xe, điều khiển hai phương tiện cá nhân đi vào, trao đổi xe cho nhau để xem có thuận lợi đi ra khỏi trung tâm thương mại không. Sau khi thấy thuận lợi, các đối tượng điều khiển một chiếc xe máy có giá trị thấp đời cũ đi vào, trao đổi, lấy trộm một chiếc xe máy có giá trị cao hơn rất nhiều để đem đi tiêu thụ. Đối tượng đã lấy một chiếc xe Atmos và đi ra bốt đưa cho tôi thẻ và một tờ 500.000, giục tôi nhanh anh em ơi, anh về nhà có việc. Lúc tôi đến tiền vô tình ấn vào nút mở barrier, đối tượng đã đi xe ra ngoài. Lúc đó tôi rất là hoang mang và đã gọi điện về phòng trung tâm báo cáo sự việc. Để phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản tại các bãi gửi xe, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tự quản lý và bảo vệ tài sản của bản thân. Khi rời khỏi xe phải kiểm tra, đảm bảo phương tiện đã tắt máy và rút chìa khóa mang theo. Nếu phát hiện ra thông tin liên quan đến các đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản trộm cắp, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để điều tra, bắt giữ và xử lý theo quy định của pháp luật. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.